Em xem lên chưa? Lên chưa? Hơi sai. Hai, chào mọi người. Đã cho hết à, Phan Văn Phú đầy đủ luôn em ơi, không thiếu sản phẩm nào. Mọi người hỏi liên quan đến sản phẩm, hôm nay mình sẽ giới thiệu sản phẩm của hãng Ruwan nhé. Hoàng Thái cho em hỏi là phần dưới em yếu lên khắc phục, gian dưới yếu thì tập gian dưới thôi em ơi, tập chân vào. Chia sẻ đi mọi người ơi, chia sẻ vào các group đi, chia sẻ cho mọi người. Ruwan là dòng whey tốt, tốt cho em ơi, whey Ruwan nổi tiếng thế giới mà. Bịch bánh gì vậy ạ? Hoài Kiếm, bánh protein để ăn kiêng. Có thực phẩm nào uống bớt đẹp trai không anh? Hũ Ruwan trắng là cái hũ quay tự nhiên em ơi. Mốt sổ ấp độc quyền quay bây giờ không có độc quyền em ơi, bên anh cũng phân phối. Bên là bán giá cạnh tranh hơn thì bán thôi. Sang Nguyễn cho em hỏi bung bung kinh nha. Bằng chậm hết. Bên anh hợp tác không em ơi, bên anh hợp tác với một bên khác. Sản phẩm bên anh đầy đủ hết, không thiếu thứ gì luôn. Hàng Huỳnh Trọng, sản phẩm bên anh cũng là hàng chính hãng nhá, nhập khẩu chính hãng luôn chứ không phải hàng xách tay đâu. Ruwan bao tiền? Ruwan em lên start lên startup của anh nó có bảng giá đấy nhá. Còn muốn mọi người muốn có giá tốt thì in inbox vào fanpage nhá.
inbox và fanpage ở trên tường của mình. Dũng Trần có sẵn em ơi, mà số lượng có hạn đấy, em có đặt thì tham khảo cái thông tin profile, thông tin khách ở bên dưới ấy, anh có post lên trên Facebook ấy. Hữu Nhật, anh hay dùng gì để tăng sự tập trung? Trước tập anh có dùng Ryoga em ơi. Đây này, sản phẩm của Rowan này, R1 Brechen. Sản phẩm này thành phần khá là tốt, mùi vị rất là ngon. Hồ Công Hoài Long, anh gửi rồi em ơi, gửi chiều nay rồi nhá. Bánh protein 480.000 nha em ơi. Mua 3 bịch là 450.000 một bịch nha. Ruwan có chất như vô xăm, đều đều chất chất như nhau anh ơi. Bên em toàn bán hàng chất thôi. Anh ơi, anh single, anh có đào tạo nha em ơi, anh vẫn đào tạo vận động viên thi đấu. Bình được nhiều không Kiên Nguyễn, bình gì em nhỉ? Hương Nguyễn, C4 bên anh không bán C4 nha em ơi. Anh vô xong rồi. Bên Ru One có nhiều dòng sản phẩm đa dạng hơn. Bịch bánh. À, bịch Kiên Nguyễn bịch bánh này có 12 cái nhá. Nguyễn Hải đang cardio. Cardio tùy theo cường độ em ơi, cardio nhiều quá thì nó mất cơ đấy. Đăng ký sao Singer, em ơi có gì inbox cho anh nhá. Tùng Lê có bán em ơi, 480.000 một bịch nhá. Bánh này bánh protein, anh làm từ whey iso này, whey isolate này. Phương Ngô, không anh đang ngoài Hà Nội mà em. Phạm Đức Duy, hiện tại anh bao nhiêu ký? Bây giờ anh khoảng hơn 80 ký em ơi. Chào Tiến Phạm. Chào Nguyễn Đức Khôi.
Mọi người chia sẻ đi mọi người ơi. Muốn Hồng Phong muốn tránh mất cơ trước khi ngủ. Cái này thì cũng tùy em ơi, nếu mà em ăn muộn thì cũng không cần. Không cần uống thêm cái gì đâu. Thanh Hải, một cái bánh này có 16 gram protein nhá. Chào Tú Phan. Ở trong Nam đào tạo vận động viên anh có thể đào tạo online được mà. Bánh gì? Bánh này là bánh protein em ơi. Bánh này anh đặt làm để ăn kiêng nhé, để bổ sung protein. Phan Triệu Trọng Phúc, giá Rogue One anh có post ở trên trên tường á, em lên tham khảo ở trên đấy nhá. Còn những ai chia sẻ livestream này sẽ được inbox fanpage sẽ có giá đặc biệt. Singer, em muốn làm vận động viên thì những cái kiến thức căn bản về luyện tập này em phải biết rồi nhé. Anh chỉ có đào tạo những kiến thức để chuyên sâu hơn thôi, chứ còn nếu mà em không biết gì thì không thi đấu được đâu. Uống whey bị đầy bụng à? Thế thì em thử thay đổi dòng whey xem, em bình thường em uống whey gì? Văn Trung Nghĩa, Nguyễn Xuân Thắng, tầm 10 giờ em ăn. Em ăn một bữa em hỏi thì nó chung chung quá. Tác dụng thì người ta phải tính macro của cả ngày, chứ còn một bữa thì đâu có giải quyết được việc gì. Vũ Minh Hiếu, anh ăn bánh protein. Phúc Phương Lét, tập bụng vào ngày nào? Ngày nào cũng được em ơi, quan trọng thì đau bụng mà. Tài Trần Pre cao, nếu mà em tập trễ quá thì lên chọn dòng Pre của cao là mà nó có ít caffeine đấy. Đạt Nguyễn, đúng rồi nha em ơi. Ngô Tuấn, bánh này là bánh protein, protein cookie. Vai thì nó vẫn tập trung vào ngày phút thôi em ơi.
Chứ chả ai chia vai trước vai sau làm gì cả, tập luôn chung vai vòng vòng 2 phút thôi. Nguyễn Quân, dầu cá bên anh có My Protein với quả của hãng nào nha em nhé. Henry Nguyễn, ôi thì muốn tăng cân này em phải tính tổng calo của cả ngày em ơi, chứ một bữa phụ thì đâu có giải quyết được việc gì. Chào Hoàng Long nha. Trịnh Quang Anh, em phải xem protein nó có hết hạn hay không, chứ không hết hạn thì chắc không sao đâu. Hồ Thế Linh, anh uống BCAA em ơi, đang ăn kiêng uống BCAA cho nó đỡ thèm ngọt. Hoàng Trung, anh tập được 9-10 năm rồi, tập từ năm 2010. Sao nay vắng nhỉ? Đặng Quốc Dũng, creatine thì dùng dễ lắm em ơi, nó chỉ có loading cứ khoảng 1 tuần đến 10 ngày đầu thôi, mình tăng lên liều khoảng 10 gram một ngày, sau đó thì Minh Tiến, protein cookie anh đang ăn cái loại này anh có bán nhá, chỉ có anh đặt anh làm riêng thôi, không không có loại giống nhau, giống như thế này đâu. Nguyễn Xuân Thắng, trước khi tập gym anh làm công việc gì? Ngày xưa anh làm IT, ngày xưa đi cài viên dạo em ơi. Cường Lý, bánh protein protein cookie một bịch là 480.000 nhé. Có 13 cái một bịch, cũng 13 cái, một cái là 16 gram protein. Chị Quang Anh, mì tôm anh ăn hoài em ơi. Vấn đề là anh không thích ăn mấy cái loại nó có nhiều chất, nhiều mì chiên xào thôi, chứ còn lúc xịn anh vẫn ăn mì tôm thề luôn. Xịn anh vẫn ăn mì tôm trộn thịt bò. Nguyễn Vũ Kiệt, trước khi lên sàn cắt muối cắt nước như thế nào thì hợp lý? Cái này là khó lắm em ơi, nó phụ thuộc vào bí quyết của từng người.
thể trạng của từng người không ai giống nhau, không ai giống ai cả. Nguyễn Tấn Duy ăn tính bác rồi, anh có tính nhưng mà anh chỉ ước lượng thôi, anh không có cộng trừ nhân chia. Cảm ơn chú Su Trơn nhá. Tí trương quay về VPI 3 kg này, cái thùng này là thùng 3 kg này là 2.250.000 này. Nguyễn Hoàng Thanh hạnh phúc ạ. Ừ, ngày xưa anh cũng ước là được 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 làm ngủ trong phòng toàn sắt đấy. Rồi mong ước thành hiện thực rồi. Nguyễn Phương bị stress lúc siết. Cái này nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm em ơi. Mình phải tìm được nguyên nhân do mình siết có đúng phương pháp hay không. Nghi Cường Phạm protein uống nhiều quá có bị sao không anh? Cái gì nhiều quá cũng không tốt em ơi, uống đủ thôi. Ông Trịnh Quang Anh ơi, ông hỏi linh tinh quá. Tế nhị mà ông hỏi trên đây làm gì? Nguyễn Đình Hưng anh thi dự định là anh thi hạng cân khoảng trên dưới 80 thì đó, chắc trèo lên sàn mới biết được. Đặng Quốc Dũng anh thực lạp mấy? Một lần anh lạp khoảng 30 đến 3, khoảng 35 đến 40 gram protein một lần. Nguyễn Đào Quế phẫu thuật kino. Cái này em vào trong mấy chỗ thẩm mỹ viện có mà. Thẩm mỹ viện phẫu thuật cái đó chỉ là một cái tiểu phẫu đơn giản thôi mà. Cường Lý, bịch này 13 cái nha em. Một cái là 16 gram protein, rất là nhiều protein luôn. Cảm ơn Nguyễn Thân Thắng. Nguyễn Phương Herbalife, Herbalife thì có gì mà nói em. Anh không quan tâm với sản phẩm đấy. Dũng Hoàng thu nhận đệ tử. Anh có nha em ơi, nhưng mà ai phải có tố chất thì mới làm vận động viên thi đấu được. Nguyễn Phương Rìu Cao anh dùng loại này nè. Retrain của Rìu One mùi rất là ngon luôn. Mùi ngon, thành phần rất là chất.
đến ngày xa em trước tập ăn 100g khoai lang và 2 quả trứng, 1 quả chuối cũng được em ơi. Nguyễn Phương ơi, giá sản phẩm anh có để ở trên ở trên tường ấy, em vô em tham khảo nhé. Còn muốn biết giá cụ thể thì em có thể inbox vô trong fanpage, anh cũng để ở trên trên tường luôn. Rất là nhiều chương trình khuyến mại và quà tặng kèm theo nhé, có thể em inbox vô fanpage cho anh. Phạm Vĩ, khi nào lên sàn? Khoảng 10-12 ngày nữa anh thi em ơi. Nguyễn Ngọc Hùng, ừ anh xài full touch luôn này, BCA này, Real Cao này, Way này. Thắng Trần, mới đầu anh tưởng anh là người trong Nam. Thắng Trần hả? Anh sinh ra ở trong miền Nam nhưng mà anh gốc Bắc. Nguyễn Văn Viên, cardio sau ngày tập chân có sao không anh? Cardio theo hình thức nào em ơi? Nếu mà hít thì không tốt đâu. Còn em đi bộ chậm thì cũng được, không thành vấn đề. Chào Nguyễn Hoàng Anh. Hoàng Anh ơi, bánh này này, bánh này mới ngon nè. Chào Tuấn Tuấn Anh nhá. Mới đi dạy về hả em? Nguyễn Quân. À, công cụ để kiếm cơm thôi. Công cụ để kiếm cơm thôi bạn ơi. Nguyễn Hoàng Anh, anh bữa nay anh phân phối cả Ru One rồi em ơi. Thiện lúc trước kèm Hồ Tuấn đánh hạng bao nhiêu? Hồ Tuấn đánh bữa đó đánh hạng 70kg. Chào Lê Thanh Quang nha. Phạm Triều, anh cao 1m62 em ơi. Đoàn Hữu Anh ơi, cho em hỏi test dạng dầu chích đau vậy? Vậy có loại test nào chích đỡ đau không ạ? Có loại test xịn, có loại test dở em ơi. Có thể là test của em nó không được tốt thì nó đau. Hoàng Phương, Ru One em tham khảo giá lẻ ở trên trên tường nhà anh nhá, anh có post lên trên đó rồi. Còn em mua theo combo thì sẽ có giá rất là đặc biệt, có gì em inbox vô fanpage cho anh nhá. Hiện qua hiện giờ một ngày anh tiêu bao nhiêu? Anh tiêu nhiều lắm em ơi, anh không tính được luôn. Lê Lam, đang ăn no em ơi, để cho anh thở cái, hóp làm gì? Nghĩa Phan, có nên dùng không? Mới có phốt. Ở trên thế giới người ta vẫn dùng mà em. Phốt thì anh, phốt gì anh không biết nữa. Đoàn Thắng, cảm ơn Đoàn Thắng nhé. Nguyễn Ngọc Hùng, em ơi, bên anh có kho ở trong Sài Gòn luôn nhá, giao hàng trong ngày luôn.
Lê Thanh Quang anh đánh hạng khoảng trên dưới 80 kg. Phạm Triều chi phí giao cho vận động viên à, cái này tùy vào thuộc vào tố chất của em ơi. Tố chất của em dở em phải tốn tiền, tố chất và kiến thức nhiều thứ kết hợp lại với nhau đó. Hoàng Quân đúng rồi em ơi, vận động viên thể hình to to thì chụp hình lên lúc nào nhìn cũng cao ấy. Thích Trần à, trả lời cái gì mà hay em ơi. Đặng Quốc Dũng rìu cao anh xài liên tục, anh xài liên tục luôn em ơi, nhưng mà cũng có thời gian, ví dụ mình tập ít thì mình dùng ít hơn thôi. Phạm Triều sáng mai em inbox tư vấn thêm cho em. Ok em ơi, inbox vô Facebook cá nhân của anh tư vấn cho. Caffeine của Lichotech em uống trước khi ngủ mà hôm sau thấy vẫn đầy bụng là bình thường hả anh? Không có đâu em ơi, nếu mà hệ tiêu hóa của em không tốt thì em có thể là giảm liều lượng xuống một chút, chứ uống mà nó đầy bụng đến sáng mai thì có vấn đề đấy. Chào Lam Từ nhá. Thoải mái đi em ơi, bữa nay sao thấy stress căng thẳng quá đây. Làm gì thì làm, đừng có làm ảnh hưởng đến bạn bè người thân mình là được em ơi. Nam Tử không có đâu em ơi, còn đang dư mấy cân đây này. Thiện tập gym ngủ khuya có hại không chú? Thức khuya chứ sao lại ngủ khuya? Thức khuya thì tập hay không thì nó cũng có hại hết. Hoàng Dũng siết tập từ 6 đến 8 rep cũng không quan trọng lắm đâu em ơi, tùy theo trường phái của từng người thôi. Hoàng Phúc à, Hoàng Phúc cái vụ lạp cáp mà đi cắt anh có một cái startup anh nói về cái cheat meal ấy, nó liên quan đến lót cáp ấy, em kéo xuống em đọc đi nhá.
Nam Từ hả? Ôi giờ muốn thi cho nó xong đi, thấy thời gian nó trôi lâu quá. Nguyễn Thế Toàn ru quan sô cô la có vị mặn, vị cặn cặn mốc mốc, làm sao mà mốc được em? Whey nó thơm mà sao mốc được? Việt Cường tập như thế nào để vào cầu vai? Thì em tập thêm bài cầu vai thôi. Nguyễn Ngọc Hùng, Ru One anh có post danh sách sản phẩm ở trên trên tường á, em vào tường nhé anh, em coi giùm anh nhé. Tuấn Tuyên casein dùng bình thường có ảnh hưởng gì đúng không ạ? Người ta sản xuất ra được kiểm định mà em, thế giới người ta vẫn bán ào ào ấy thôi. Chúc ngủ ngon nhé Nam Từ ơi. Quốc Dũng đặng BCA anh nạp nhiều lắm, anh nạp tới hai khoảng 20 gram rồi. Nguyễn Thái Sơn, bánh ngon mua ủng hộ em đi anh Sơn ơi, ngon lắm luôn á, bánh ấy đủ để em kiêng được. Hoàng Tùng, anh để xấu trai quen rồi không, đẹp trai không quen. Vâng anh Sơn ơi, Trường An, em chưa dùng thực phẩm chức năng bao giờ. Cái này tùy theo cái nhu cầu dinh dưỡng của em hiện tại nữa em ơi. Có gì em inbox vô fanpage, nhân viên bên anh sẽ tư vấn cho em nhé.
Chào Thắng Phạm. Chào Kiều Khánh. Nguyễn Tuấn, danh sách sản phẩm Rowan anh có post lên trên ở trên tường nhà anh nhé. Em vui đâu em coi nhé. Còn cần tư vấn gì thêm về giá thì có gì inbox vào fanpage nhờ anh tư vấn cho. Chào Nguyễn Hợp. Vị gì anh có lên cho trên đó làm những cái sản phẩm nào mà có giá ở trên đó là còn hàng đó. Thắng Phạm quay gôn với quay kho quay đó anh không phân phối nên anh không tư vấn em ơi, em hỏi hơi bị vô duyên đấy. Lý Hoàng lâu lắm anh mới thấy em. Kiều Khánh, chun chun to cao lắm em ơi. To cao lắm bạn ơi, mình không to cao bằng chun chun đâu. Linh Phan, Ruan cũng có dòng sữa tăng cân rất là tốt đấy em ơi. Whey Ruan có whey isolate mà. Whey isolate thì protein không làm sao mà. Còn tăng tăng cân hay không thì do dinh dưỡng mà em ăn hàng ngày chứ đâu phải là do whey đâu. Nguyễn Ngọc Hùng, bánh này lướng nó rất là giòn, em có thể bảo quản ở bên ngoài. Còn nếu mà để vào tủ lạnh nó bị ẩm thì mình phải nướng lại thì nó mới ngon. Sao?
hôm nay chắc là mình livestream tới đây thôi nha. Ăn xong rồi chuẩn bị đi ngủ thôi. Bye bye mọi người. Đạt Trần, anh sẽ đánh khoảng trên dưới 80 kg. Nghĩa Nguyễn, creatine có cần thiết không? Creatine cũng cần em ơi, tại vì thường trong chế độ dinh dưỡng của mình nó ăn uống không đủ creatine đâu. Mà creatine thì là một trong những sản phẩm sắt mà nó rẻ tiền mà có tác dụng nhất. Thôi hôm nay mình live trên đây nha. Chào mọi người, chào mọi người. Hôm sau mình sẽ nói về chủ đề khác.